Chào bạn đến với kênh Net Media CCTV, chuyên mục kiến thức máy tính. Trong clip này, mình chia sẻ đến các bạn cách tạo Security Login Form với chức năng Login và Logout, có thiết lập giao diện trang User khi login thành công. Đầu tiên, mời các bạn xem ví dụ mình đã thực hiện trước đó. Trên màn hình, các bạn thấy có một giao diện Login với Username và Password. Danh sách người dùng sẽ được thêm ở Sheet Login ở trên HP Sheet. Ở phiên bản này thì mình không có tạo cái chức năng đăng ký mới. Quay lại giao diện form đăng nhập, chúng ta sẽ nhập user và password vào đây và sau đó click vào button Login này. Nếu thông tin không đúng sẽ hiển thị một cái thông báo đó là invalid user ID hoặc password. Có nghĩa là user và password này có thể là không chính xác rồi. Trường hợp thông tin đăng nhập chính xác thì bạn click vào cái login thành công sẽ đưa bạn vào một giao diện mới. Ở đây là giao diện Dynamic Web. Thì sau đây mình sẽ đăng nhập một cái user có giá trị nha. Các bạn nhìn thấy khi chúng ta đăng nhập thành công á thì sẽ đưa chúng ta vào một cái giao diện Dynamic Web như thế này. Ở giao diện này các bạn nhìn chúng ta sẽ có cái thanh header điều hướng phía trên này. Trên cái thanh header này thì bạn có thể tạo cái Navi menu. Đây, cái menu gồm có main và file 1 nè. Các bạn có thể tạo ra nhiều cái file khác nhau ở đây nữa. Và phía bên tay phải thì các bạn sẽ thấy có một cái button logout như vậy. Khi các bạn click vào file 1 thì mình ở đây đã embed một cái dạng web app khác vào cái file 1 này, thì các bạn thấy rất là tiện ích khi chúng ta sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Và bạn rất là dễ dàng trong việc tạo nhiều file như thế này tùy theo nhu cầu của các bạn một cách rất là dễ dàng, bằng cách chúng ta sẽ thêm file ở bên cái giao diện của AppScript và chúng ta sẽ thêm một ít đoạn code ở trên thanh header. Thì ví dụ như bạn cần thêm một cái file 2 thì bạn tạo file 2 .html, sau đó bạn cứ copy cái link này, bạn paste xuống phía dưới, ở đây bạn đặt thành số 2 và ở bên phía tên của link á, thì bạn có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn. Rồi, như vậy tất cả các cái việc đã xong xuôi thì chúng ta có thể click vào cái button logout này để tần suất ra khỏi giao diện người dùng. Đó. Như vậy, việc tạo một login form như trên như thế nào, mình sẽ thực hiện từng bước một để các bạn tham khảo nha. Đầu tiên, ở trên OneDrive thì bạn click vào cái dấu cộng là chọn New, mới một Google Sheet và ở đây chúng ta chọn Blank Receipt thôi. Tiếp theo, ở đây bạn có thể đổi lại tên Receipt này để chúng ta dễ dàng quản lý. Ok, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đổi cái Sheet 1 này lại thành cái tên là Login. Và ở trên này chúng ta sẽ tạo một cái header cho các bạn dữ liệu. Đầu tiên là username. Và tiếp đến là password. Và cột thứ ba có thể là tên của người dùng. Ok, mình định dạng sơ qua một cái để các bạn dễ dàng nhìn. Xong xuôi thì các bạn sẽ vào extension, các bạn vào app grip. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một số trang cần thiết. Ngoài cái trang code.js này ha, thì chúng ta tạo một cái trang mới. Đó là login. Chúng ta xóa bỏ code này đi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tạo thêm một cái file là header. Một file nữa là main. Tiếp theo một file nữa chính là file 1. File 1 này là chúng ta có thể đặt ngang hàng với main ở trên cái header. Thì các bạn có thể tạo ra nhiều file, file 2, file 3 vân vân tùy theo nhu cầu. Rồi tất cả code trong các cái file này mình đã biên tập sẵn ở trên Notepad. Và mình chỉ cần copy bỏ vào đây thôi. Dưới phần mô tả mình sẽ có ghi một cái đường link để các bạn truy cập đến và các bạn copy code ở đây để làm ví dụ nha. Đầu tiên file code.js nè. Rồi mình sẽ copy Ctrl A, Ctrl C, mình paste vào đây. Tiếp theo là trang login. Mình paste vào trang header. Rồi, cái trang giao diện chính khi chúng ta đăng nhập thành công nó sẽ đưa đến cái trang chính là trang main này nha. Trang main này các bạn thấy rất là đơn giản. Tuy nhiên chúng ta có gọi cái hàm include header để chúng ta truyền cái header vào. Thì các bạn để ý
trên từng cái trang nhỏ thì chúng ta đều có include header để có tạo cái header cho nó. Cuối cùng á là chúng ta có cái file 1 này. Đây thì file 1 các bạn để ý chúng ta cũng có include header nè, có nghĩa là chèn cái file header này vào, giao diện header vào. Rồi mình sẽ nói sơ qua những cái cụm code thôi. Các bạn xem cụm code trên này các bạn cũng hiểu ha. Đầu tiên các bạn để ý nè, cái sheet chúng ta chứa dữ liệu người dùng là login. Tiếp theo đây là cái hàm để chúng ta xuất file HTML. Và ở đây để chúng ta lấy URL và các cái section này để chúng ta lấy những cái thông tin đăng nhập, ví dụ như login user và logout user để chúng ta nhớ. Rồi chúng ta kiểm tra login. Rồi đây là một cái hàm để chúng ta mở một cái trang khi nó nằm ở bên trang HTML. Thì chúng ta gọi cái hàm onFree, phía trong này là một cái tên của cái file đó, ví dụ như onFree file 1 chẳng hạn. Phía dưới cùng này các bạn sẽ thấy có một cái hàm include header. Thì chúng ta sẽ chèn cái file header này vào khi chúng ta gọi cái hàm include header này bên các cái trang khác. Ví dụ như trang file 1 đây và cái trang main đây. Ok, mọi thứ đã hoàn thành. Ngoài ra thì các bạn chú ý đến các cái slide CSS và các cái bootstrap ở trên này thì các bạn phải có đầy đủ. Để nếu không ở trong code nó có sử dụng những cái bootstrap nó không có thì nó sẽ bị lỗi. Ví dụ như ở cái trang login này, các bạn muốn thay đổi cái hình người dùng ở trên cái form login thì các bạn chèn một cái hình vào vị trí này. Trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy một cái file người dùng ở trên cái bootstrap cho nên nó có từ khóa như thế này. Đó. Cái người dùng ở trong cái khung tròn tròn ở phía giao diện form đăng nhập đó các bạn. Còn bạn không có muốn cái hình đó thì các bạn có thể chèn ở đây một cái hình bằng lệnh email cũng được ha. Ngoài ra thì trên đây các bạn có thể thay đổi màu. Đây là màu nền của cái form đăng nhập, cái màu nền xanh xanh phía trên. Các bạn thay đổi ở đây. Và cái màu nền phía dưới thì các bạn thay đổi ở đây ha. Ở trong phần header cũng vậy ha các bạn. Đây là cái màu background color nè. Còn cái màu này là cái màu của header. Đó. Thì các bạn muốn thay đổi thì các bạn thay đổi mã màu ở đây. Xong một phần nữa, mình cũng lưu ý cho các bạn. Ví dụ như các bạn cần thêm một cái file gọi là file thứ hai á. Thì các bạn trước tiên thì các bạn sẽ insert một cái file thứ hai ở bên này là file 2 nè. Ok. File 2 này á, thì các bạn có thể là để một cái nội dung nào đó. Ví dụ như mình để cái nội dung là welcome file 2. Bằng cái div này nè. Ok. Rồi tiếp theo các bạn sẽ quay lại phần header. Thì các bạn sẽ copy cái đoạn code này. Đó. Xuống này các bạn paste dưới đây. Thì các bạn sửa file 1 thành 2 thôi. Rồi ở bên này thì các bạn đặt tên gì tùy ý. Tuy nhiên ở đây mình sẽ đặt làm ví dụ là file 2 luôn. Xong xuôi chúng ta sẽ lưu lại ha. Tiếp theo cuối cùng là chúng ta chọn deploy, new deployment nè. Ở đây thì chúng ta click vào bánh răng, bạn chọn là web app thôi. Ở đây thì bạn thêm một vài mô tả để gợi nhớ. Cuối cùng là bạn chọn là anyone ha. Rồi chọn deploy ha. Chọn authority access. Chọn một cái tài khoản Google bất kỳ ha. Bạn chọn advanced nè, bạn chọn unshape. Rồi bạn chọn allow. Ok, cuối cùng thì chúng ta đã có một URL của web app này. Khi bạn chia sẻ với người khác thì bạn lấy cái URL này. Đó. Bạn copy vào bằng path ở bên cái địa chỉ của browser, enter. Thì chúng ta sẽ có một cái giao diện người dùng như thế này. Rất đẹp mắt đúng không nào? Rồi ở đây á, phiên bản này mình không có thêm một cái button là đăng ký người mời dùng mới ở đây. Ở phiên bản sau mình sẽ cập nhật. Mình sẽ cập nhật người dùng mới ở bên cái sheet login này. Ví dụ như mình cập nhật một email là chọn a@gmail.com. Rồi password mình đặt ví dụ là 123456, tên là Lê chọn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thông tin này chúng ta đăng nhập thử nha. Mình đăng nhập chính xác luôn. Rồi, chúng ta click vào button login. Khi login thành công á thì chúng ta sẽ được đưa đến cái giao diện người dùng như thế này. Ở đây là một cái logo thì các bạn có thể hoàn toàn có thể thay đổi ở trên phần header. Nó nằm trong cái file header các bạn. Đây thì các bạn để ý đây nè. Cái hàm email này là chúng ta sẽ chèn cái hình logo ở đó ha. Đó thì các bạn sẽ thấy file 2 khi bạn click vào
thì nó đưa chúng ta đến phase 2. Đây, welcome phase 2 nè. Ở phase 2 các bạn sẽ thấy không có cái thanh header ở phía trên nè, đúng không? Do chúng ta chưa có insert nó vào. Thì insert vào thì bạn cứ copy cái hàm include header này, các bạn bỏ vào cái phase 2 ở trên cái phần hit nè. Phần hit này chúng ta bỏ luôn đó, và chúng ta paste nó vào đây. Chúng ta save lại ha. Rồi ở bên này chúng ta sẽ reset lại. Phase 2 nó vẫn chưa có cái header. Chúng ta phải deploy lại các bạn à. Mỗi khi các bạn có thay đổi code ở trên cái phần app rip này á, thì các bạn phải deploy lại thì nó mới có cập nhật cái mới nha. Các bạn vào manager deployment nè. Khi mà các bạn không có cập nhật lại á, thì nó sẽ chạy cái phiên bản cũ của chúng ta thôi. Bạn click vào cái viết nè. Thì ở đây các bạn chọn new version ha. Chọn deploy. Lúc này những cái thay đổi của chúng ta thì mới cập nhật vào cái đường dẫn mới này. Đó. Thì lúc này chúng ta chỉ cập thì nó mới có sự thay đổi. Còn nếu không nó vẫn giữ cái phiên bản cũ hoài thôi. Đó, các bạn thấy không? Phase 2 này nó, lúc này phase 2 nó sẽ có cái header rõ ràng ha. Rồi, mình log out ra. Mình sẽ thêm ở đây một cái tên nữa xem sao. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập một cái thông tin mà nó không có trong cái bảng đó, thì nó sẽ có thông báo mới không? Thì các bạn sẽ thấy nó có thông báo đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh lại một cái user chính xác ha. Login. Đó, thì các bạn sẽ có được cái giao diện ở cái trang main chính nè. Chúng ta click vào cái phase 2 thử ha. Đây, phase 2, phase 1 nè. Ở phase 1 mình có embed vô một cái web app, đó là tìm nội dung nữa nè. Đó, các bạn click đi đến nó sẽ nằm mở đến một cái trang web khác ha, chứa cái đường link chúng ta xem nội dung. Rồi xong trở về main. Thì main thì các bạn cũng có thể tạo những cái embed hoặc là những cái design HTML kết hợp với Java vân vân ở đây, các bạn đặt ở trong này. Như vậy ở trên mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tạo một user form login có giao diện người dùng khi đăng nhập vào. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.